Dạ, em Thành Võ xin kính chào cả nhà nha. Dạ, hôm nay là em đã có kết quả cho bé Yến nha cả nhà. Hiện tại chú Tấm Sang đã giải cứu được bé Yến rồi. Cả nhà cùng xem lại nhé. Có những lời em nói là đúng như thật đó cả nhà. Em nói là chắc là cha của bé Yến có thể là chở bé Yến đi đâu đó. Và hiện tại là bé Yến đã rất là mạnh khỏe, không có chuyện gì xảy ra cả nhà. Đây để bé Yến đây, và chú Tám Sang cũng đã cố gắng tìm được bé Yến đó, giải cứu được bé Yến nghe cả nhà. Cả nhà chúc mừng cho bé Yến nghe nhà, để bé Yến có về lên bên Sài Gòn em sẽ chạy qua và thăm bé Yến và livestream cho cả nhà xem nha. Dạ, em xin cảm ơn cả nhà. Đây là sự thật nghe cả nhà, không có lừa dối nghe cả nhà. Đây là clip của chú Tấm Sang đã giải cứu bé Yến thành công rồi. Chúc mừng đi cả nhà, quá xá mừng luôn cả nhà ơi. Nhưng hiện tại thì chưa biết cha có biến ở đâu nè. Và em cũng xin quay lại clip này để cho cả nhà xem nha. Đây là chính xác 100% ngay cả nhà. Quá mừng vui luôn cả nhà ơi.